chưa dù ở đó đây. Có lẽ những ước mơ thấy gió mây. Yeah. Tìm người thân có phải là khó, phải là khó như người say. Phải làm quay with you baby. Còn gì đâu xa hoa ở đây là phút giây. Mình cho em nghe bài bản tình ca. Yeah, yeah. Là một nước ngôi sao là tỏa thoáng sáng cho gì mình. Anh và em sẽ không rời xa. Nhưng mà có ai biết đâu một ngày không xa. Sẽ có khúc mắt đường tình phóng ba. Chẳng cần một sân khấu hoành tráng, chỉ cần sàn diễn trong tim em là đủ. Ngôi sao này không cần quản lý, chỉ cần có em là chủ. Dịu dàng như đóa hoa mộc lan, là phần quà vô giá do trời ban. Ta bên nhau cũng cả mà quên mất luôn thời gian. Trao cho nhau một cung trời riêng, cho một cung trời riêng. Yeah, yeah, yeah. Từ nhỏ tới lớn trong xóm ai cũng khen đẹp trai, mà lại cô hát hay nữa. Anh tin chắc lần sau này em sẽ là một ca sĩ lớn. Trời ơi, dĩ nhiên rồi anh. Với bàn tay lăng xê của em, là nay mai thôi là trên bầu trời nghệ thuật sẽ có một ca sĩ hoàng đức. Đó. Được rồi. Thôi em cũng cảm ơn anh nhiều nha. Thì tụi em cũng đang cố gắng để đạt được điều đó đây. Giỏi lắm, giỏi ý chí. À, dạ. Ý. Đây là tiền hát của em. Em lấy tiền của bà con hả? Dạ. Tụi em chỉ muốn hát cho bà con vui thôi chứ. Dạ thiệt sự thì anh hiểu không, là tụi em chỉ muốn hát cho bà con vui thôi, nhưng mà có cái này thì nó vui hơn xíu. anh à, em nói nghe nè, cái này mai mốt á mà trong xóm mình hay là những xóm lân cận á mà có đám tiệc giống như là thôi nôi nè, đám cưới nè, đầy tháng nè, sinh nhật nè, là anh giới thiệu tụi em giùm nha anh. Rồi anh biết rồi, cảm ơn em nhiều. Dạ cảm ơn anh. Ai giống Hạnh nó vậy? Cô, đó, có ai cứu không? Cái gì vậy? Nhảy nó luôn hả? Cô, có ai cứu không? Có ai cứu giùm tôi không? Trời ơi, trời ơi, đỡ lên coi. Trời ơi. Trời ơi, cái gì mà mặt dữ vậy nè? Trời ơi, sao vậy? Nói nghe nè, chạy đi kêu cấp cứu giùm tôi cái đi. Cảm ơn anh nhiều nha. Cô, có ai không? Cô, trời ơi. Tỉnh dậy coi. Chết rồi, không được rồi. Đi ra đi. Hả, gì? Ê. Đức ơi, có chuyện gì xảy ra nha? Đức ơi, có sao không Đức? Gì? Trời, Đức hộc máu rồi hả? Có sao không Đức? Trời ơi, uống hết rồi. Thôi. Ối gà. Cũng may không sao là mừng rồi. Đức tỉnh rồi. Đức ơi, nhìn đi, dung nè Đức ơi, dung nè. Sẽ ra coi, người ta mới tỉnh dậy mà nhào cho nó xỉu nữa bây giờ đó. Không có sao không vậy? Nè Đức. Ủa, anh không sao hả? Còn hỏi nữa hả? Đã không biết bơi còn mày đặt nhảy xuống nữa. Tính nhảy xuống dưới hát cho Hà Bá nghe hay gì? Trời ơi. Ê, bà không thấy Đức hả? Uống nước cái bụng chình ình luôn rồi nè. Bà cứ chửi người ta hoài à. Hồi đó tôi thấy bà sợ nước, tôi nghĩ là bà không biết bơi, còn la lối nữa. Có sao không Đức? Đức ơi, dung nè. Trời ơi, bà đứng dậy coi. Người ta mới tỉnh dậy mà sắp cái mặt vô là nó xỉu nữa đó. Thôi, ổng nằm đây là không bị gì rồi. Đừng có nói cho ngoại biết, hôm nay tôi đi hát. Không biết, tôi còn phải coi tình hình sao cơ. Mà thôi, để anh đỡ em đứng dậy đi về nè. Sao không Đức? Em được rồi. Ê, để Dung đưa Đức về nha. Đưa Đức đi về nha. Đó, cái mặt đang tiếc đúng không? Phải chứ, hồi nãy mà nhanh chân hơn xíu nữa là cái nụ hôn đầu đời của Đức là thuộc về mấy người rồi. Tức quá. Tức cái gì, tôi mới tức nè. Tại vì em lơ là quá đó. Phải chứ, mấy người mà tới sớm xíu nữa là Hạnh đâu có phải hy sinh cái nụ hôn oan uổng cho Đức đâu. Đúng là chậm một giây tiếp một đời á. Biết vậy hồi nãy mình nhảy xuống cho rồi. Thiệt tình luôn. Muốn nhảy không? Đi coi Đức sao, đi. Đừng có rủ rê cái gì hết á. Buôn bán cái gì mà giờ này cũng chưa giao hàng cho người ta nữa. Bán cái thiếu cái này kiểu nọ kia rồi làm sao mà bán được, kiểu này chắc mất khách hết quá. Nội, trời đất, con sao vậy? Sao mướt nghe mướt nhẹp vậy? Dạ không sao đâu, con trượt chân té xuống mương thôi. Nội, rồi có bị sao không? Dạ không sao đâu. Thôi đi vô tắm rửa rồi thay đồ đi, đúng thôi, cảm lạnh bây giờ, đi. Dạ. Gái còn nữa đi đứng một dòm trước dòm sau vậy trơn trọi. Nước ngọt tới đây. Mấy
mấy chai nước ngọt mà giờ này mới giao cho người ta. Ủa mà sao tự nhiên nay bà chủ đi giao hàng vậy, lính lát đâu? Đắt khách dữ lắm. Trời ơi mấy đứa nhỏ nó chạy ngược chạy xuôi, cực quá nên tôi phải phụ chứ. Trời đó. Đất ơi, bởi vậy thôi. Thiệt chứ. Rồi. Chán. Nè. Rồi đây. Tiền liền nha. Trời đất. Dạ. Sao lên giá nữa vậy? Trời ơi, một tuần bà lên giá mấy lần vậy bà? Bà bán kiểu này là tôi bán lấy gì mà tôi lợi? Ông nói quá. Làm gì mà ngày nào cũng lên giá, tuần nào cũng lên giá đâu. Trời, lâu lắm mà có lên miếng nào đâu. Nè, thời buổi vật giá leo thang, cái gì cũng lên giá, thấy không? Chứ đâu phải là người buôn bán người ta muốn lên giá đâu. Mà người ta lên giá thì ông cũng lên giá thôi. Ủa, tôi bán, người ta bán giá nào tôi bán giá đó. Rồi tự nhiên tôi bán phá giá rồi chúng chửi, chúng quánh tôi sao? Vậy ông có lên giá không? Sao không lên? Ông lên giá rồi thôi, ông còn nói gì nữa. Trời đất ơi, mệt quá à. Ông anh này dễ thương ghê. Ờ thôi đi về đi, về đi, nhiều chuyện quá. Khổ lắm ông anh ơi, bán lời lớn không có nhiều hết á. Mà xài sể tôi. Nãy tôi thấy té, cô có lắm mà quần áo không? Lấy đó mà chùi. Chuyện lạ có thiệt. Chuyện lạ có thiệt là sao? Lâu lắm mới thấy một hành động ngộ nghĩnh. Ông không có nên ông thấy ngộ nghĩnh phải không? Ông nói với tôi chuyện này hà rầm, hiểu chưa? Tôi không hiểu sao mà người nào cũng thể lấy được ông làm chồng thiệt. Tôi hiểu sao mà đứa ông đàn ăn được miễn mồm nhiều chuyện, liền biệt. Tôi chuyện nghe phát ghét. Chuyện vô phước, người nào mà lấy con cha này làm chồng thiệt tình. Bởi vậy ở vậy suốt đời. Nói nghe. Vậy là cái ông đó, ông sống đơn độc một mình hả? Ủa trời ơi, nhưng mà đừng có tưởng ông có gia đình rồi. Con cái thương ổng lắm, nhưng mà vợ ổng thì không biết có thương ổng hay không, tại vợ ổng chết rồi. Quan trọng là cái chỗ vợ ổng chết rồi hả? Rồi sao tự nhiên vợ người ta chết bà mừng như là trúng số vậy bà? Tại đâu có. Rồi thì tôi thì hồi nào giờ chưa có bao giờ mà tôi thấy có một người đàn ông nào mà dễ thương nè, tử tế nè, lịch sự nhỏ nhặn rồi cái còn cho tôi cái khăn giấy nữa. Bữa nay đúng là ổng lịch sự thiệt á, thấy rõ ràng luôn á. Bây giờ nói nghe. Sao sao? Chiến hữu đúng không? Mà vợ ổng cũng chết rồi. Cái ông mai mối ổng cho tôi được không? Cái gì? Làm mai cái bà với ổng hả? Trời ơi, bà bữa nay bà tỉnh là bà mê gì hả? Mê, bữa nay tôi mê rồi. Trời ơi, tiếng sét ái tình. Trời ơi, thôi được rồi, nhưng mà cái chuyện này tôi không làm đâu, tôi ngu gì. Trời ơi, người ta nói là ở trên đời có ba cái ngu làm mai. Có bốn cái lận đó. Bốn hả? Cái gì đó? Trên đời có bốn cái ngu làm mai. Mai mượn nợ gác cu cầm chầu. Đúng rồi. Nói là tự nhiên làm mai gì. Nhưng mà ông làm mai cái mối này ngon chứ không có ngu, hiểu không? Cái mối này ngon lắm. Ngon là sao? Bây giờ á, ông mà làm mai ổng cho tôi ha, cái là tôi sẽ giảm giá. Tôi giảm giá nước ngọt cho ông á hả, 50% một tháng. Một tháng hả? Hai tháng đi. Một tháng hơi lỗ đó. Thôi khỏi đi. Rồi hai tháng cũng được đó. Nhưng mà nhớ làm mai cho tôi đi. Rồi hứa luôn. Một mèo. Kỳ này á hả, tôi đưa mấy tấm hình này cho ngoại liền coi. Thế nào ngoại liền cũng đuổi ông ra đường ngủ với lá chuối với dế à. Ôi, ê. Trời ơi, trời ơi. Nhưng mà nghĩ lại thì cha này cũng có chút tốt, nhảy xuống sông cứu mình. Còn nhớ cái chuyện hồi nhỏ mình bị sợ nước nữa chứ. Chị hai mê đất dữ ha. Em nói gì tào lao vậy? Kìa, thì chị chụp lén ảnh người ta để về nhà ngắm luôn kìa. Ủa, một bộ chụp là để ngắm hả? Em nghĩ sao mà chị đi đứt thiền cha mặt hớ hơ đó. Nhìn thôi là phát ghét rồi. Thôi đi, em vừa thấy chị nói chuyện một mình. Con gái á, mà có biểu hiện thích ai, thường thì có những biểu hiện không bình thường. Mà chị thì... Chị có gì không bình thường hả? Con nít con nói biết cái gì mà nói. Dạ, biết rồi.
lo học bài đi. Mà em thấy hai bên gia đình á, ghép đôi cho chị với lại anh Đức dữ lắm, có khi nào hành sự thật không? Ghép của nào chờ cho của đó, câu đó không có tự nhiên mà có đâu nha chị. Chị nói cho em biết hả, nếu như ông trời hả mà có trao cho chị đi nữa thì chị cũng sẽ xắn tay áo lên hả, chị giao trả lại cho ông trời á. Chị đâu có thèm. Hai có dấu hiệu bị cảm rồi kìa, lo mà uống thuốc đi, mất công á lây bệnh cho cả nhà. Tôi biết rồi, thôi lo đi vô học bài đi. Tới thấy chưa, lấy thuốc uống vô giùm tôi một cái. Tại chị lây em á. Ai kêu nhiều chuyện kia. Có bị cảm không ta? Ông nội đó công tử bột thế nào cũng bị à? Hay là nấu cháo, mua thuốc, không được. Nhưng mà mình đâu có thích mắc nợ đâu. Thôi kệ, trả nợ đi. Buồn xíu đi. Nấu cháo, mua thuốc, coi như không ai nợ ai, sau này dễ nói chuyện hơn. Ừ. Làm như vậy có lỗi với tía không? Thôi được rồi. Sao? Nếu như con làm phi vụ này ở, con được lợi gì? Nguyên một tháng bớt 5% tiền cà phê, hả chưa? Mắc cười quá, nhiều mắc cười. Chỉ vì 5% cà phê thôi, không lẽ con bán tía vợ của con? Làm gì sao được? Ít nhất phải là 95%. 95%? Đúng. Mẹ khổ nè, mày kiếm dao mày chặt rồi mày nhai cái đầu tao luôn đi. Đâu có rảnh, đi tù sao? Bây giờ không chịu đúng không? Không chịu không? Đi về. Bây giờ mình về đi, mình phải thương lượng nhân nhượng qua lại đi. Cái gì cũng đồ quá đáng được. Bây giờ 50% chịu không? Chịu làm liền. Trời ơi, tía bay mà lấy vợ là tía bay sẽ dễ tính liền, bay sẽ có lợi, hiểu chưa? Đúng rồi, chịu đi. 50% là nhiều rồi đó. Ừ. Rồi á, thêm á hả, cũng gì nữa nè. Nếu như mà dì Xuyến á có thể đến được với lại tía vợ của chú em đây á, thì hả dì sẽ cho chú em uống nước ngọt miễn phí suốt một cuộc đời luôn. Không. Nước ngọt miễn phí cả cuộc đời. Đúng. Cà phê. Uống cho tiểu đường luôn á. Thôi được rồi. Tôi đồng ý phi vụ này. Nhưng mà tôi đồng ý phi vụ này không phải bởi vì nước ngọt với lại cà phê, mà tại vì tôi thương tía tôi muốn cho tía tôi được hạnh phúc. À, đúng không? Có hiểu, có hiểu. Nhớ, qua là phải giảm 50% nha. Có nước ngọt miễn phí nha. Chắc chắn chưa? Đúng. Rồi. Ok. Nếu vậy á thì tôi sẽ làm phi vụ này. Bây giờ bà Xuyến, bà quay một vòng tôi coi. Quay vòng. Quay vòng. Bà bớt ngựa lại. Bà quay nhẹ nhàng để người ta quan sát. Chứ quay quay kiểu đó, nhẹ nhàng thôi. Hay gì ta, cái mặt ngớp rồi. Không, cái mặt phải ngớp một góc nghiêng vậy nè. Nè, đúng rồi, dạ, đúng rồi hả? Đúng cái mặt phải gì nha. Tía con rất thích những người như vậy. Mà dì Xuyến có một cái nét rất giống những người mà tía con thích. Ai vậy? Tại tía con thích một nghệ sĩ cải lương rất là nổi tiếng. Nổi tiếng dữ dằn lắm. Nói tên ra cái ta biết liền liền. Nhưng mà con không biết tên thôi. Trời ơi, mai nổi tiếng mà mày không biết tên nữa. Tại vì con không thích coi cải lương. Nhưng mà rất nổi tiếng, cũng có khuôn mặt vậy đó. Bây giờ chỉ cần dì Xuyến lại, bước lại gần tía con, nói chuyện mặt cứ ngước kìa nè. Ngước lên vậy. Ngước lên vậy. Rồi, sao thấy đường đi. Tía cũng thích vậy đó. Rồi bà là đó. Trời, đừng nói bà làm lẹ đi thôi, coi sao tự nhiên bà chạy đâu mất tiêu rồi. Lại tía ơi. Mày làm cái gì mà mày lâu thì tao đi dữ à? Lâu gì? Tía giận hoài luôn á, thiệt tự. Bụng mày muốn tao qua đây lắm hả? Phải, nhưng mà tía ơi, bạn già còn có mấy người đâu. Rồi giận giận, lỡ như sau này có cái gì đó đột ngột rồi sao có cơ hội xin lỗi. Đúng không? Hello. Ngồi đi tí. Trời đất ơi, tôi đâu phải cu mồi đâu mà gắt cu mà hú hú đây. Qua chơi đó hả? Hồi sáng mơ nói nặng nói nhẹ nhẹ tôi, đuổi tôi về nó giờ thỉnh tôi qua đây làm chi? Thì đó, mời qua đây để xin lỗi anh đó chứ bộ. Thôi đi, hồi sáng tôi nóng quá cho nên mới vậy ha. Thôi, bỏ qua nha ông anh. Đó, thấy chưa?
Người ta đã hạ mình xin lỗi tía rồi, còn muốn gì nữa? Mày ở phe nào? Không phải là phe nào, nhưng mà tại vì con thấy tình bạn này quá đẹp tía, đúng không? Đúng rồi, đúng không? Nè, uống miếng trà nóng đi, trà thơm lắm đó, free, không lấy tiền. Đừng giận nữa. Biển cơn lá rơi thu hà em ơi, đơn dài mịt mông em không đón ơi. Xíu dạ. Sáng rực cả một góc quán luôn. Nha, mày muốn tập kỹ kỹ xíu nha. Đi đâu mà mặc bộ đồ vừa thấy có này đi ra đồng trâu nó dí chết á. Uống miếng nước trà đi thấm giọng. Để nút trà cho Diệu. Gì vậy? Gì vậy? Gì vậy? Trời đất, trời. Cái thằng này. Dạ, tại cổ gì xíu mới đang biết sao bị gì á. Một góc 45 độ thần thánh nha. Dạ. Gì? Nghe chú hai nói á, là gì xíu giờ này sống đơn chiếc, buồn bã quá, muốn kiếm một người bạn già gọi là hiu quạnh để mà về tâm sự với mình. Có đúng gì không? Đúng rồi. Nói nào nghe á, gì sống có một mình hà cũng buồn dữ lắm, cũng muốn kiếm một người thì cái người đó miễn là tử tế nè, người ga lăng nè, dịu dàng nhỏ nhẹ, quá vợ cũng được nữa. Thương gì là được rồi. Thôi được rồi, đâu cần phải kiếm đâu xa, xa tận trước mắt gần ngay chân trời. Con đồng ý bỏ vợ theo gì xíu được không? Trời ơi, nhạn giác lào ơi, tao bán cho mày một cái bây giờ. Con muốn nói gì sai hả? Đồ mất dạy, quá trời sai chứ còn gì nữa. Con nói gì? Nè, tao không dám lặp lại luôn á. Đồ cái thứ gì mày còn vợ con nha mày. Ủa con nói chết chắc. Trời ơi, con bị liệu con nói tầm bậy bậy. Đi vô đây chú biểu các cây. Không phải nhưng mà thứ gì đâu. Cái gì? Chú vô đây tao biểu cái coi. Tào lao quá. Bị gì vậy? Em nghiêng như vậy nè, cái mặt em nó có cái góc 45 độ thần thấm đó anh. À, nhìn vậy nó mới thấy mấy cái FP phải không? Dạ. À. Nghe anh hai cự anh nói đó, thì anh cũng sống đơn chiếc có một mình nè, vợ anh thì mất sớm, chắc buồn dữ lắm ha. Buồn cái gì? Vợ tôi thì mất sớm nhưng nhà cửa tôi đông vui lắm, con cháu. Trời ơi, tối về tôi còn ngủ không được nữa, đông lắm. Thì nói nào ngay đông thì cũng tốt, nhưng mà anh biết làm sao không? Dạ. Mai mốt tụi nó lớn lên rồi cái dựng vợ gả chồng cái nó đi hết trơn à, mình anh sống buồn dữ lắm. Anh hãy nghĩ đến chuyện thì bước một bước nữa đi, rồi thì là nói nào ngay cũng có một người phụ nữ nó dễ thương dữ lắm, cũng muốn là nâng khăn sữa. Alo, qua quýnh cờ liền phải không? Đợi chút tôi qua liền nha. Rồi. Anh đi đâu vậy? Đi công chuyện. Không, viết gì vậy? Tí mày chắc là đang viết thư tình hay sao á. Phải không? Trời ơi, chăm chú quá. Nè. Dạ. Cầm đi, rồi dở ra rồi đọc, rồi thực hiện nha không? Chứ có gì á là tôi cũng buồn lắm đó. Thôi tôi đi nha không? Hiệu quả thấy rõ. Ra coi tía mày viết cái gì. Nào ngờ, đâu có ngờ tía con mà. Trời ơi, bén dữ vậy trời. Đó. Coi ổng viết cái gì. Cho mượn coi. Ừ. Đọc lớn lên con. Chỗ này chuyên trị trực khớp cổ, mong chị nhanh hết bệnh. Bác sĩ Trần Văn Đơ. Ủa sao đi lo sức khỏe sao? Cây cọc quá. Thôi không sao, thua keo này bài keo khác ha. Trời đất ơi, tình trường mà đâu phải là một ngày một buổi là thành công đâu, nghe không? Cua trai phải chịu khó chút xíu nghe. Được, con đã có một cách khác. Cách gì? Đảm bảo sẽ hốt chọn con mồi. Còn cách gì nữa? Cách là nội trợ đảm đang giết chết con nhạn. Tướng thì như con trâu nước mà mới ướt có chút xíu à, là bây giờ muốn cảm rồi. Ủa mà sao mình nói chuyện quá trời mà sao không thấy ông ngoại hết trơn vậy? Chắc quại qua nhà nhỏ Hạnh mà không biết là nó có mét với ngoại chìm đi hát không nữa. Yên tâm, chắc chắn là nó mét rồi đó, chứ còn gì nữa. Trời ơi, ai biểu em á, lúc nào cũng gây sự với nó làm chi. Bộ anh nghĩ là em muốn lắm hả? Nó ghét em từ đời kiếp nào rồi á?
Giờ mà em có làm gì đúng cũng thành sai với nó. Thích ghê, thích. Ủa, mà hồi nãy anh nhớ em nói cái gì mà Hạnh hồi nhỏ gặp cái chuyện gì mà sợ cái gì đó. À, hồi đó ba của Hạnh mất vì đuối nước, nên thấy nước là nó sợ. Tội nghiệp quá vậy. Hèn chi. Hèn chi hồi nãy lúc mà Hạnh vừa té xuống nước một cái á, là anh thấy em sợ em phóng xuống liền. Ừ, em đâu biết là nó biết bơi rồi đâu. Người đâu mà lúc này lúc khác. Uổng công em phải nhảy xuống cứu nữa. Ờ. Gì, nói lại coi, nói lại coi. Uổng công gì nhảy xuống cứu gì. Trời ơi, hay quá. Mang tiếng là nhảy xuống cứu người ta. Mà rốt cuộc quá để cho người ta cứu ngược lại mình mà còn nói nữa. Thôi, anh còn chọc em nữa. Anh không lo cái chuyện nó mát ngoại kìa. Biết rồi. Nè, với lại coi dọn dẹp đi, hắt xì cái gì mà xả tùm lum ghê quá. Ủa? Sáng giờ hai đứa đi đâu mới về hả? Nè. Dạ, tụi con đi... Trời đất. Sao vậy con? Ừ. Hả? Sao ho rồi đổ mồ hôi tùm lum vậy nè? Con đi ra ngoài kia kìa. Con thấy một con vịt trời bị đuối nước. Con mới nhảy xuống cứu nó. Đúng rồi thím. Trời ơi, con vịt trời nó bự. Thôi đi. Nghe là thấy tàu lao rồi à. Vịt trời nào mà bị đuối nước? Có chứ mẹ. Có. Đặc chuyện không à. Với lại nào vợ con có biết bơi đâu mà đặt cứu ai. Thím Ngọt ơi. Ủa, Hạnh. Vô đi nè. Hạnh. Dạ. Kiếm thím có chuyện gì không? Dạ, có ngoại liền ở nhà không thím? Con kiếm ngoại liền có công chuyện á. Với lại chuyện gấp lắm. Ngoại quýnh cờ về rồi ba thằng Đức Lôi đi đâu tới giờ này chưa về nữa. Cái này cho ngoại hả? Để tôi đưa cho ngoại cho, bà về trước đi. Tôi nói giỡn thôi. Chứ này của ông đó. Suy nghĩ lại thì ông cũng có ý tốt. Nhảy xuống sông cứu tôi. Tôi sợ ông bị cảm nên mới mang qua đó. Tôi không muốn mắc nợ ai hết. Ủa, nói vậy hồi nãy con nói là con nhảy xuống sông cứu vịt trời là cứu đấy hả? Cái gì? Ông nói ai là vịt trời? Mà nè, trời ơi, nhìn kỹ lại mới thấy nha. Hai đứa đứng kế bên nhau á, xứng đôi dễ sợ luôn vậy đó. Không có đâu thím. Trời ơi, nghĩ sao mà con xứng với ông này vậy? Trời ơi, xứng mà. Thím nói gì vậy thím? Nói gì cái độ xứng đôi là đây nè. Hả? Cùng sai nè thím. Em không tin em móc cái tay vô cho thấy thím thấy xứng liền thấy không? Thôi. Đi vô đây phòng tôi nấu bếp. Để chỗ cho người ta nói chuyện. Anh đợi anh một lát chuyện nha. Tí vô đây. Đảm bảo mà chú Hai thấy cái áo này của tía, chú Hai lát con mắt chú Hai ra liền. Trời ơi. Chào bánh. Trời ơi trời. Đẹp không? Quá dữ. Mời ngồi. Không, ngồi đây mấy lúc. Đâu mà. Có thằng rể. Nó lựa cho tôi cái bộ đồ. Nhất là cái áo này tôi mặc đi, thì nó dải, nó mát, nó mịn. Đi ai cũng khen hết á. Trời ơi, cái áo đẹp thiệt đẹp luôn á. Lộng lẫy. Tôi cũng thấy đẹp nữa. Đúng là lụa đẹp vì người. Anh Hai bận cái áo này đẹp trai dễ sợ luôn. Cảm ơn cô. Sao còn ngồi ở đây? Tôi đi tính tiền sổ sách. Tôi muốn đợi ngay qua đây tính tiền nước ngọt với tôi. Tính tiền sổ sách. Sẵn ra tự nhiên ngẫu nhiên gặp anh. Công nhận hai người cũng có duyên vậy ha. Tự nhiên cái lâu lâu cũng gặp nhau vậy đó. Đúng rồi. Công nhận nha. Nói ông khen chứ cái áo anh hả đúng là độc chiêu lắm á. Đúng rồi. Bá chí bồ chét luôn á. Cái màu này á là màu mắm ruốc. Nè, tôi giang ra cho coi nè. Ôi sao rách nách rồi kìa. Tao con. Thấy này gì hả? Thấy cái nách. Mua cái áo này xì đà phải không? Không phải tí ơi. Vậy mà mày nói hàng hiệu hả? Không, nó là hàng hiệu. Hiểu thiệt. Thực sự nó là hàng hiệu, con vô ngay cái shop hiệu con mua mà. Nhưng mà tại vì có lẽ con kiểm tra không kỹ nên không biết nó bị rách trước rồi. Ơi, như vậy nè mày coi được không? Không sao đâu tía, bây giờ vậy nè, mình giá lại thôi mà đơn giản mà tía, đâu có gì đâu tía. Mai lại. Nó đâu có rách trâu, nó xuống tỷ thôi. Tới đây em giá cho. Đó. Em là nữ công gia chánh, cái gì em cũng có cho lúc nào cũng đem theo bên người lại đấy. Tía ngồi xuống, tía ngồi xuống. Làm như là có chuẩn bị sẵn hay sao á ta. Ở đâu á? Mày làm gì vậy? Tía tao về tao giá. Không có đó tía ơi. Phải cởi áo ra cho người ta mới giá được chứ đừng lẽ giờ như là nách. Tía về tới nhà cái nách của tía nó bị gió thổi trúng. Đúng rồi. Rồi chết luôn. Tía ở đây để cho gì xiến giá đi. Anh cởi ra đi để cho xiến nó giá cho. Ủa chứ không lột cái này hả? Biết chỗ nào không mà giá. Trời
Trời ơi, công nhận gì xíu giỏi thiệt. Đường may thoăn thoắt thoăn thoắt. Đó, không. Thấy chưa? Ngon lành. Nè, thấy chưa? Vẫn còn rách nè. Vẫn còn rách luôn nè. Giá lộn chỗ rồi bà ơi. Thôi thôi thôi, được rồi, được rồi. Được rồi, được rồi. Được rồi, được rồi. Cảm ơn, cảm ơn. Để tôi về cái tôi tự giá ha. Chứ cái áo này trời ơi, chứ giá kiểu này sao? Ai? Cái gì vậy? Anh Dương quên lấy cái kim. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, mày làm gì vậy? Trời ơi. Con có gì vậy? Trời ơi, con sợ tí thiệt á. Đàn ông đàn an gì đâu mà kim đâm có giọt máu tôi xỉu. Trời ơi, con cũng biết. Từ nhỏ tới lớn tôi thấy máu là thấy sợ. Cắt gỗ gà tí còn không dám cắt mà. Một con kiến, một con sâu, tía cũng không bao giờ lấy tay mà giết nó. Trời ơi. Muốn nó chết là chỉ xịt thuốc thôi. Trời vậy? Chết hàng loạt. Tía xịt một cái chết nguyên một ổ luôn hả tía? Giết người hàng loạt. Giết người đâu giết người. Cái đó là giết mấy con côn trùng có hại. Tôi hỏi ông kiến lửa ông xịt không? Sâu nó phá hoại mùa màng ông xịt không? Trời ơi. Mà nãy giờ tôi uống này là gì vậy? Cái nước này là quý lắm nha, em pha bằng cả tấm lòng đó. Chú Kiệt nó anh thích uống cái đồ mà mới lạ đó, cho nên em sáng tạo ra chanh muối em pha với cái hộp gà tươi. Chanh muối mà pha với hộp gà tươi? Bổ dữ lắm. Bổ dưỡng. Rồi còn cái gì nữa không? Hết rồi. Chanh muối, hộp gà tươi. Cái gì vậy? Quả. Tí sao vậy tí? Anh bị sao vậy? Kiệt. Uống nước chanh đâu phải uống thuốc độc đâu mà làm gì vậy? Biểu con. Sao tí? Biểu. Để em đưa anh đi chạm. Đừng xây dịch. Đừng tới. Này á. Con ơi. Gì xíu nhất nè. Dạ xong. Để cha con tư tính. Con. Bung chỉ hả? Không phải. Bung chỉ đâu bung chỉ. Bung hàm. Tí bây giờ tí muốn phóng tên lửa. Con làm ơn. Con ơi. Đưa tía vô vàng. Bây giờ sao ta? Trời ơi, bây giờ đứng lên được cái gì bây giờ? Đâu, 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 đâu. Khi đâu, ông đi vô trạm đâu, xá coi ông bệnh gì. Trời ơi, ba cái vụ mà đau bụng này là không có chuyện đơn giản được. Bây giờ chị, bây giờ, bây giờ là chỉ có cách này thôi, khinh cái ghế luôn không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Một, hai, ba. Nhẹ nhẹ. Không còn một tí điểm nào luôn. Ủa, bà biết bơi từ lúc nào vậy? Thì từ lúc tôi mới sinh ra, tôi là vịt trời mà. Nói dài ghê. Tại nãy mẹ tôi hỏi bất ngờ quá, nên tôi mới trả lời đại. Chứ tôi mà nói bà cứu tôi, đừng lại gán ghép tôi các thứ. Tôi biết bà cũng đâu có thích bị gán ghép đâu đúng không? Ừ, tính ra ông cũng hiểu chuyện đó. Dù gì cũng cảm ơn bà, không có nói với ngoại là tôi đi hát. Ủa? Tôi đâu có nói là sẽ không nói đâu. Còn phải tùy tình hình của ông sao nữa đã. Mà tôi nhớ lúc trước bà đâu có biết bơi đâu. Sao giờ bơi ghê vậy? Xí ra coi. Thì hồi nhỏ khác bây giờ khác. Sống quanh năm gần sông nước thì phải biết bơi chứ. Với lại muốn trở nên mạnh mẽ thì phải biết vượt qua nỗi sợ của mình. Nè, bị gì vậy? Làm gì nhìn tôi dữ vậy? Ai nấu cháo gì kỳ vậy? Hả? Bị gì hả? Ngon quá. Tôi quánh ông bây giờ á. Ăn bây giờ sao già lớn cũng được. Chịu quá. Đúng trời quá đất. Mà đưa bịch thuốc này về uống thiệt. Một liều gì đâu mà uống một bụm. Chắc uống cả lu nước quá. Kiểu này thôi. Dục bà nó. Có sao không? Cái gì ông dạ? Có sao không? Trời ơi, chạy xe tôi rồi. Tại gì? Nè ông nhìn đi. Nè, nè, chạy hết rồi nè. Giờ ông đòi đền tiền tôi đi. Trời đất ơi, cái xe này mà mày nói tao làm trầy hả mày nhỏ? Ê nè, ông mong mày tước mặt tôi nha. Tao quơ chứ bộ. Quơ cái gì? Mày tước cái gì? Nè giờ ông tôi có gió không? Trời ơi, làm dữ rồi trời. Giờ ông đeo. Trời ơi, trời ơi coi. Ừ mày
dám ăn hiếp luộc nó đi người đàn ông trong mặt. Xin lỗi nha Linh. Ông em dạ, xin lỗi. Em xin lỗi chị. Xin lỗi ông. À dạ, xin lỗi chú. Chị phải yên ổn không? Hỗn hào quá. Đứng dậy thả nó ra đi. Cái xe chạy đi mày. Trời ơi, cái xe của nó thấy mà ghê mà nó nói tôi làm trầy. Cái xe đó còn già hơn ông cố tôi nữa đó. Cảm ơn. Cảm ơn người đẹp nha người đẹp. Trời, không có người đẹp giải cứu Nam Dương này tôi nghĩ chắc tôi tiêu quá. Hung dữ quá trời quá đất luôn. Dạ. Thì cũng tại tôi nên anh mới gặp chuyện này chuyện nọ. Nên giúp đỡ chút xíu mà. Thôi cảm ơn. Bây giờ cũng về nhà, nói chung là về chuyện uống ba cái thuốc này ha. Bữa nào rảnh đi mời đi uống nước ha. À, tôi bao rồi mình sẽ tâm sự thêm. Mà tôi ừ đi uống nước hả? Ừ, uống hai người. Ừ, tôi với ông cũng được. Mắc cỡ quá. Gì mắc cỡ? Tôi đợi cái ngày này lâu lắm rồi đó. Hả? Dạ. Vậy hả? À, xin lỗi nha, có điện thoại. Alo, con hả? Ờ, nói ông nghe đi. Hả? Trời đất ơi, nó dám làm vậy hả? Được rồi, để nó đi. Ông về mà ông không quýnh nó que giò, ông phải làm ông tụi con đâu. Đồ mất dạy. Mày chờ đi. Ờ, đúng là cái thứ thiệt không thể nào tưởng tượng. Tất cả là tại nó hết trơn. Trời ơi. Mấy bữa dịu dàng lắm mà, nói nhẹ lắm mà, ga lăng lắm mà, xong đây hung dữ như vậy trời. Thấy ghê quá. Người đàn ông trong mộng của mình vỡ mộng rồi. Duyên nó ngắn quá. Ai cho phép con làm chuyện này hả? Hiểu lầm thôi ngoại ơi. Hiểu lầm thôi à. Hiểu lầm cái gì? Mà dù con có đi hát á thì con lấy tiền là chuyện bình thường mà ngoại. Ngoại không có ủng hộ cho ước mơ của con thì con phải tự kiếm tiền để thực hiện nó. Có gì đâu sai ngoại. À, ước mơ. Ước mơ của mày là mày làm nhục cái gia đình này. Mày bôi tro trát trấu cho cái gia đình này. Hát hò xàm xí, trả tiền cho người ta. Ngoại, người ta mời con mới đi hát. Con hát bằng năng lực của mình mà ngoại. Sao phải trả tiền cho người ta? Cho mày lên thành phố học. Tao tưởng mày đem những cái gì đẹp đẽ về đây cho cái gia đình nở mày nở mặt. Tao không ngờ mày làm những chuyện vậy. Không nói nhiều, trả tiền cho người ta. Con không trả. Người ta muốn con hát thì ít nhiều cũng phải có tiền. Còn không có tiền thì đừng có mượn thằng này hát. Mày không trả phải không? Con không trả. Trời ơi, đúng là cái thứ mất dạy. Mày bữa nay mày quá lắm rồi. Đi ra khỏi nhà tao. Đi. Mày không đi hả? Tao tai đầu mày đó. Đi không? Đi không? Cái đồ đáng ghét. Dám dựng cá chém thớt hả? Uổng công tôi chạy qua tôi giải thích hiểu lầm. Bà làm gì mà ghét người ta dữ vậy? Đẹp trai hát hay có làm gì bà đâu. Bà đừng có hỏi tôi lý do tôi ghét ổng nhiều như sao trên trời á, kể tới mốt cũng không hết đâu. Mà thiệt, tôi có nghe nó hát rồi. Nó hát y như mấy con gà lôi mà đi tha rác làm ổ á. Con thấy Đức hát cũng được mà ngoại. Với lại á, nghe một bài hát quan trọng là cảm xúc. Nếu mà khán giả cảm nhận được thì chứng tỏ ca sĩ đó cũng thành công phần nào đúng không ngoại? Đón xem Ngôi Sao Mười Lăm phát sóng vào lúc 21:55 thứ tư hàng tuần bắt đầu từ ngày 6/1/2021 trên kênh HTV7. Đã bắt chân từ sâu ở đó đây. Còn là những ước mơ tìm gió mây. Tìm người thân có phải là khó, phải là khó như người say. Phải làm quay with you baby. Còn gì đâu xa hoa, đây là phút giây mình. Cho em nghe bài bắt tình ca. Yeah yeah. Là một nước ngôi sao là tỏa sáng cho riêng mình. Anh và em sẽ không rời xa. Nhưng mà có ai biết đâu một ngày
tay không xa, xếp vào khúc mắt đường tình phong ba. Chỉ cần một sân khấu hoành tráng, chỉ cần sàn diễn trong tim em là đủ. Ngôi sao này không cần quản lý, chỉ cần có em là chủ. Dịu dàng như đóa hoa mộc lan, là phần quà vô giá do trời ban. Ta bên nhau vui cả mà quên mất luôn thời gian, trao cho nhau một cùng chơi riêng.